Cũng trên lĩnh vực giáo dục, ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức công bố bộ đề thi minh họa các môn thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, ngành giáo dục Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị phòng giáo dục, trung tâm giáo dục thường xuyên chủ động triển khai thực hiện các phương án thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 nhằm tạo tâm lý thoải mái cho học sinh cũng như giúp nhà trường có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc đổi mới này. Theo phương thức thi mới của năm 2017, Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo đến các phòng giáo dục, các trung tâm giáo dục thường xuyên cũng như các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh cần bám sát nội dung cụ thể và chia lộ trình giảng dạy cho phù hợp với các nội dung và phương án thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Cái đổi mới này hướng tới cái mục đích đó là kỳ thi sẽ diễn ra một cách ít áp lực, bớt căng thẳng, hiện đại hơn và đánh giá chính xác học sinh. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thì trên cơ sở những cái đổi mới của kỳ thi ở năm 2017 thì chúng tôi cũng rất chủ động trong việc là chỉ đạo toàn ngành. Đầu tiên là quán triệt trong đội ngũ, đặc biệt là đối với các trường có lớp 12 sẽ học sinh dự thi vào năm học tới, đó là đội ngũ phải có thông tin một cách đầy đủ, một cách chính xác, một cách kịp thời về những đổi mới của kỳ thi. Từ đó thì chính các thầy các cô, chính các nhà trường sẽ giải thích, sẽ tuyên truyền đến học sinh, đến phụ huynh học sinh. Chúng tôi cũng chủ động nghiên cứu cái tình hình của địa phương, của từng địa phương trong toàn tỉnh để có cái chỉ đạo sát sao, làm sao mà kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 sẽ được diễn ra, đánh giá đúng thực chất cũng như kết quả tốt đối với học sinh Trung học phổ thông ở Lâm Đồng. Còn tại các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh, trước khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố phương án thi chính thức và bộ đề thi mẫu, thì các trường đã kịp thời tổ chức họp các tổ giáo viên để sinh hoạt chuyên đề về hình thức thi trắc nghiệm và cũng chủ động đưa ra một số đề trắc nghiệm cho học sinh thi thử. Mình đã lấy cái đề minh họa và sau đó cả tổ ngồi cùng phân tích các cái ma trận trong đề đó, mức độ đề khó, đề dễ v.v. và những cái nội dung mà trong đề minh họa đã ra. Sau đó tôi có phân công cho các giáo viên trong tổ của mình, mỗi giáo viên soạn một số câu hỏi về mỗi chương để sau đó tập hợp lại làm ngân hàng đề cho các em ôn tập. Đồng thời đổi cái hình thức lâu nay trường chúng tôi kiểm tra là 30% trắc nghiệm, 70% tự luận. Thì đối với lớp 12 thì tôi đã chuyển hoàn toàn qua là kiểm tra 100% trắc nghiệm. Nhà trường cũng đã chủ động trong công tác là chỉ đạo cho tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện theo chuyển đổi qua hình thức trắc nghiệm. Bước đầu thì đã chia những cái bài toán lớn thành những bài toán nhỏ và cho các em tập làm quen. So với các năm trước, năm 2017 có một số thay đổi về hình thức ra đề thi như môn toán, hình thức thi trắc nghiệm, bài thi tổ hợp, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và làm căn cứ để tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy. Theo phương án thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 đã được công bố, năm nay, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ được tổ chức theo 5 bài thi gồm 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tự chọn gồm bài thi khoa học tự nhiên và bài thi khoa học xã hội. Trong bài thi tổ hợp gồm 40 câu hỏi một môn. Cụ thể, bài thi khoa học tự nhiên gồm tổ hợp 3 môn: vật lý, hóa học, sinh học. Bài thi khoa học xã hội gồm 3 môn: lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Đối với hệ giáo dục thường xuyên, bài thi khoa học xã hội gồm 2 môn địa lý và lịch sử. Kỳ thi sẽ diễn ra 2 ngày trong tháng 6 năm 2017. Mỗi môn thi ở tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội là 50 phút, ngữ văn 120 phút, toán 90 phút, ngoại ngữ 60 phút. Phương thức tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm các bài thi tốt nghiệp và điểm trung bình cả năm lớp 12 có tỷ lệ tương ứng 50-50. Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức. Nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập. Theo phương án này thì ngay từ đầu năm học, mỗi học sinh cũng tự chủ động cho mình trong việc học tập và ôn luyện. Em khá là phân vân về việc chọn mình sẽ thi khối nào và thi tổ hợp môn nào.
Nhưng sau khi cân nhắc và suy nghĩ thì em đã chọn thi khối khoa học tự nhiên và để chuẩn bị đầy đủ các tư liệu để có thể hoàn thành tốt bài thi của mình. Và bên cạnh đó thì em cũng sẽ chú ý vào việc học đồng đều các môn, bất kể môn khoa học tự nhiên hay là khoa học xã hội để có thể đạt được kết quả cao trong kỳ thi. Tới giờ thì em cũng thấy tâm lý thoải mái vì mình xác định được cái mục tiêu của mình là như thế nào. Em nghĩ những môn thi này về mặt trách nhiệm thì cũng rất hay vì nó cũng tiết kiệm được thời gian học tập cho cả học sinh và phụ huynh cũng có thể theo sát hơn. Em cũng đã định hình được cách để mình học tập về, ví dụ chẳng hạn như môn toán thì có thể học được những cách giải nhanh hơn để có thể kịp thời gian làm trắc nghiệm. Em nghĩ phương án này rất là hay. Có thể nói nội dung kiến thức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 không có gì thay đổi so với những gì thí sinh đã được định hướng và đã học trong suốt 3 năm Trung học Phổ thông. Vì vậy, học sinh yên tâm tập trung học tập, bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa theo kế hoạch năm học, đồng thời tạo sự thoải mái và tâm lý ổn định để bản thân mỗi học sinh cũng như nhà trường có thời gian chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong năm học này. Xã Phú Hội đã đạt được những thay đổi đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới chỉ còn 1,6%. Trong lúc đó, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đã được nâng lên từ 24 triệu đồng năm 2011 lên 42 triệu đồng hiện nay. Đời sống của người dân địa phương đã được nâng lên về mọi mặt.